Mà xin kính chào các bác đã đến với video của em nha. Kênh hàng Nhật Bãi. Hôm nay giới thiệu các bác là một siêu phẩm Panasonic đời cao, màu đen cực kỳ đẹp luôn các bác. Thì à, mẫu này là cao tầng IH áp suất điện tử cốc nút bộ ẩm. Nồi này nấu ở nhiệt độ 220 độ C cơm cực kỳ ngon luôn các bác. Thì à, những mẫu này là nhìn là biết đời cao liền. Thì những cái mẫu mà đen quyền bóng đẹp vậy thì nó là ít lắm. Vì những cái đời cao mới có là sản xuất 2018 điện áp thì cũng vẫn là 100 hàng nội địa Nhật. Công số 210 w Là một đích mã là A108 Panasonic. Thì em đang có phục vụ là cục đối nguồn điện để cho bác nấu nồi cơm này nha. 2000W với giá là 550 000 cục 3000W nấu được hai nồi cơm cùng lúc với giá là 700 000 Thì bác nào có nhu cầu thì anh bóc liên hệ với em để mình uh, mua thêm cục đối nguồn để mình sử dụng nha. Nồi này hàng bãi em được tiện chọn rất mới đẹp nó có một đường chày vậy đó. Chề nhẹ thôi bác. như là dạng xước lông mèo vậy thôi Đó. còn còn lại rất là ok mới chát rồi bắt đây Panasonic mã của nó nè công nghệ cao tầng IH của Nhật cốc nước đây bù ẩm nè nấu thêm đổ nước vào đây cho em nha gòn còn mới đẹp Đó, mềm dẻo nè áp suất điện tử là như thế này đây nó cái quan điện tử nó vậy khi nấu áp suất cao lên qua này lại đẩy lên Đó, rất là mới đẹp những hàng bán được tuyển chọn ấy các bác cứ yên tâm sử dụng vì hàng của nhật cái là cái chất lượng kỹ xương nhật người ta đã thiết kế ra đây lòng còn rất là đẹp nha các bác nó có một hai vết chày đó đặt chỗ đây nè nó có một hai vết chày nhỏ này còn lại rất đẹp son đời mới là gọi là son hai đái à, cái đội này là hai màu dưới thì nó đen ở trên nó vàng gọi gọi là son cháy nhưng thật sự là son không có vị gì hết để thiết kế của nhà thiết kế như vậy nha đó rất là đẹp đây lòng rồi nè đó thì bác nào mua coi kỹ cái mình chốt nên bóc liên hệ qua zalo giúp em để mình chốt đơn đó không rất là đẹp nha đây có lắp lá lá bánh kim tiến các bác cái kim tiến á đây em quay cận cảnh, cảnh cho các bác xem luôn. Thì em bán trên video sau thì ngoài cái gì thôi. Nhận hàng các bắt được kiểm tra được cấm điện với màu cuối cục nha. Nên của nồi khá mới đẹp các bác. Thì không để mất thời gian không các bác em cấm điện và báo giá. Em xin nhắc lại là nồi 1 lít. Sản xuất 2017, 18, nồi cao tầng IH áp sức điện tử. Cốc nước bộ ẩm nấu ở 220 độ C cơm thì cực kỳ ngon. Em cấm điện và em giới thiệu các bác là một số chức năng nha rồi quá rồi thì nồi cắm điện thì nó sẽ như vậy tại như thế vậy cắm em cũng nó nó có một đường chạy nhẹ như nè cái lông mèo thì nào em cũng xe luôn nha các bác đây cái đồ cơm dẻo là năm phút không không nấu thì các bác tắt cho em lúc này hẹn giờ bấm vào đây không sáng không chịu thì bây giờ chỉnh này được cái khung giờ nào ưng ý thì các bác cũng dừng lại các bác bấm nút nấu thì đúng thời gian này có cơm các bác ăn nè trước thời gian này tầm một tiếng năm phút nè tầm năm phút nấu, nấu không quỷ thì không chỉnh nó mình tắt cho em thì uh, mẫu này nút hâm, hâm thì tắt chỉnh chế độ gạo, à, gạo cắn, nè gạo trắng không voi nè, nút này thì mình chỉnh chế độ nấu, nút này cũng chỉnh chế độ nấu luôn, đó theo cái công thức của nó, chức năng này thì bốn ba phút, thì nói chung là mẫu nồi nào, nào em cũng đơn lên, em cũng test ok hết, các bác cứ yên tâm nha, thì hình thức cũng rất là mới đẹp, thì mẫu này em đang xem với giá là 3 triệu ba nha, chỉ đủ thêm bao ship thì uh, cọc trăm năm trăm này các bác trả tiền ship nhận hàng các bác được kiểm tra được cấm điện trước màu cuối cục cảm ơn các bác đã theo dõi video chúc các bác nhiều sức khỏe xem được video nhớ đăng ký kênh nhớ like ủng hộ em ở mẫu này thì chụp hình gửi quay lôi giúp em cảm ơn các bác